Thưa quý vị, sáng nay ngày 30 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An long trọng tổ chức lễ động thổ dự án Vành đai 3, Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua Long An. Về phía lãnh đạo Trung ương, tham dự buổi lễ có các đồng chí, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Trung tướng Lê Tấn Tới, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng Trần Đơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Hoàng Văn Liên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Tuấn Anh, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng. Về phía tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Úc cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở ngành địa phương tham dự. Đường Vành đai 3, Thành phố Hồ Chí Minh là dự án giao thông trọng điểm quốc gia đi qua Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Long An, được đầu tư giai đoạn 1 với chiều dài hơn 76 km, tổng mức đầu tư gần 75.400 tỷ đồng. Trong đó, đoạn qua Long An dài hơn 6,84 km, tổng mức đầu tư hơn 4.200 tỷ đồng, với hai dự án thành phần, gồm xây dựng đường Vành đai 3 và bồi thường hỗ trợ tái định cư đường Vành đai 3 đoạn qua địa bàn tỉnh. Dự án có điểm đầu tại Tranh, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, điểm cuối tại nút giao giữa đường cao tốc Bến Lức Long Thành và Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đi qua địa bàn huyện Bến Lức. Dự án dự kiến chính thức thông xe vào năm 2025, đóng vai trò chiến lược hình thành mạng lưới giao thông liên kết Đông Nam Bộ với khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Phát huy hiệu quả đối với các dự án được đầu tư, tạo không gian phát triển mới, khai thác tiềm năng sử dụng đất, xây dựng đô thị hiện đại bền vững, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Để dự án Vành đai 3 được thực hiện thành công, hoàn thành mục tiêu đã đề ra, tôi đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Bến Lức tiếp tục tập trung quyết liệt thực hiện các khối lượng còn lại của công tác giải phóng mặt bằng, nhất là việc thực hiện chế độ chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân phải thực sự phù hợp với thực tế và đúng với quy định của pháp luật. Về quản lý chất lượng, tiến độ công trình, giao Sở Giao thông Vận tải cần bám sát quyết liệt trong điều hành, quản lý chất lượng, tiến độ vốn đầu tư, bảo đảm chặt chẽ đúng pháp luật, đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện có phương pháp khoa học và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chuẩn, cũng như phối hợp tốt với các bộ ngành trung ương trong suốt quá trình triển khai dự án. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Úc đề nghị các đơn vị thi công, tư vấn, giám sát, thiết kế, quy động máy móc, trang thiết bị hiện đại, lựa chọn đội ngũ nhân lực giàu kinh nghiệm, bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật, hoàn thành và đưa công trình vào khai thác sử dụng đúng tiến độ. Tôi xin thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Long An xin chân thành cảm ơn các cơ quan trung ương và địa phương đã chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ và tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, góp phần đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của chính phủ. Đồng thời xin cam kết sẽ cùng các đơn vị thi công, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát làm hết sức mình để triển khai dự án được đảm bảo chất lượng tốt nhất, khối lượng và chi phí hợp lý, và chậm nhất đến tháng 10 năm 2025 cơ bản thông xe kỹ thuật tuyến cao tốc và hoàn thành đưa dự án vào sử dụng trong năm 2026. Lễ động thổ dự án đường Vành đai 3 đoạn qua Long An là sự kiện quan trọng đáp ứng mong mỏi của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các địa phương mà tuyến đường đi qua nói riêng và cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung. Sự thành công của dự án là tiền đề quan trọng, từng bước tháo gỡ điểm nghẽn, hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng theo quy hoạch, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ 11. Dịp này, các nhà thầu thi công dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua Long An trao tặng tượng trưng 1 tỷ đồng cho Quỹ khuyến học Nguyễn Hữu Thọ và 1 tỷ đồng cho Quỹ vì người nghèo tỉnh Long An. Dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua Long An được xác định là một trong 6 trục động lực kinh tế của tỉnh. Do vậy, việc triển khai tốt dự án này cùng với các trục động lực khác sẽ là điều kiện rất quan trọng để tỉnh Long An có thể thực hiện thắng lợi mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 trở thành trung tâm phát triển kinh tế năng động, hiệu quả và bền vững trong khu vực phía Nam.